Hello mọi người, hôm nay cùng tụi mình ghé thăm nhà một bạn cũng nuôi Eagle khá là lâu rồi nha. Đó là bạn Nguyễn Nghĩa đó mọi người. Nhà cũng hơi bị gần nhau nhưng mà hồi đó giờ không có biết. Bạn là chủ nhân của bé Tiger đã từng làm mưa làm gió một thời ở những năm 2018-2019 đó mọi người nhớ không? Nhưng rất tiếc bây giờ thì bé này đã mất rồi. Và bây giờ thì Eagle của Nghĩa còn lại đa số là mấy bạn Hypo nha. Mấy bé này là baby của mùa năm ngoái, nhờ chăm tốt cho nên là năm nay nó lớn như vậy rồi đó. Còn bé này ngày xưa mà mua baby á, mua hàng nhập luôn á nha mọi người, là 30 mấy củ. Còn bây giờ thì sướng rồi, một bé baby đó là chưa tới 2 củ luôn. Liên hệ mình là có ngay nha. Đây còn cái bé này là dễ thương xỉu. Bạn Nghĩa nói là chỉ cần đưa tay lại gần là nó sẽ nhắm mắt lại, kiểu giống như hưởng thụ vậy đó ha. Nếu mà vô mùa mà mình kè nó thì nó sung lên thì nó sẽ hung nha. Cho nên Hypo cũng là một dòng đáng đưa vào danh sách để mà mình chăm nha mọi người. Màu nó thì rất là tươi, không có sắc tố đen. Chăm 2-3 năm lên size lớn rồi bỏ cho nó bò vòng vòng trong nhà hơi bị ngậu luôn á nha.